Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 15 đô top cần có ký hiệu là Sapit nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ dành cho 10.000 người tham gia đầu tiên nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mở cái link tại Twitter của nó ra các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter của nó nè. Bạn theo dõi nha. Sau đó bạn bắt đắp đây nè. Rồi. Tiếp tục thì các bạn copy hashtag này nè các bạn. Dạ tan 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh dạng như tờ quýt nè. Các bạn dán hashtag ra dạ tan 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tờ quýt like nè. Sau đó thì các bạn bình luận. Các bạn bình luận tan 5 người bạn và dư địa chỉ bên bia xem trên của mình nha các bạn. Rồi các bạn thêm địa chỉ bên bia xem trên mình dưới cái dòng cuối này nè các bạn. Rồi các bạn copy đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bình luận nữa các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời. Rồi rồi nhiệm vụ kênh Telegram này các bạn không bắt buộc các bạn khỏi cũng được. Như vậy là xong nha tất cả các bạn. Như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 15 đô top cần Sabit UPBC đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.